Thấy người đàn ông lớn tuổi té xe, hai thanh niên tự xưng là người thân của bị hại, chở nạn nhân đi bệnh viện, nhưng sau đó lại bỏ nạn nhân bên đường rồi lấy trộm chiếc xe máy tẩu thoát. Sự việc vừa xảy ra trên địa bàn xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Hiện công an đang truy bắt hai đối tượng này. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 4 tháng 7 năm 2020, người dân ở ấp Đông Quề, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp phát hiện ông Nguyễn Hoàng Phong, 58 tuổi, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đang nằm bất tỉnh bên đường nên đến trình báo cơ quan công an. Qua làm việc và trích xuất từ camera, cơ quan công an xác định vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phong điều khiển xe gắn máy trên tuyến đường tỉnh lộ 848 hướng từ thành phố Sa Đéc về huyện Lấp Vò thì tự té xe. Khi đó xuất hiện hai nam thanh niên đi trên cùng xe máy màu đỏ. Một mặc áo sọc, một mặc áo trắng đội nón bảo hiểm xanh, tự nhận là người quen của ông Phong nên nhận chở ông Phong đi bệnh viện. Tuy nhiên khi chở ông Phong đi được một đoạn thì cả hai bỏ ông Phong bên đường rồi lấy trộm chiếc xe máy tẩu thoát. Hiện công an thành phố Sa Đéc đang truy tìm chiếc xe máy và hai thanh niên này. Người dân nếu phát hiện hai thanh niên có đặc điểm nhận dạng như vừa nêu và phát hiện chiếc xe máy có biển số 66C1-29135 thì hãy báo ngay với cơ quan công an gần nhất để xử lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.